Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trước lựa chọn sinh tử Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Tờ báo mạng ASEAN TIME vào ngày 4 tháng 12 đã đăng bài viết của tác giả David Hood nói về tình thế của Việt Nam trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay với tựa đề Mỹ-Trung cạnh tranh đặt Việt Nam vào thế khó xử. Trong bài viết này, ông David Hood đã đề cập đến chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay được khẳng định là duy trì hiện trạng. Điều đó đã khiến cả Mỹ và Trung Quốc phải cạnh tranh lẫn nhau để giành được ảnh hưởng với Việt Nam và để các tranh chấp được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán có lợi cho cả đôi bên. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 11 năm 2017. Câu hỏi được đặt ra là liệu việc duy trì hiện trạng như vậy có lợi cho Việt Nam hay không, trong khi Trung Quốc ngày càng hung hăng và quyết đoán hơn trong việc chèn ép Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở các khu vực tranh chấp. Vào hồi tháng 3 năm 2018, Petro Việt Nam đã yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng dự án khai thác dầu ở lô 0703 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam. Trước đó một năm, tháng 7 năm 2017, Việt Nam cũng đã phải yêu cầu Repsol phải ngưng khai thác ở lô 136/03 khi Repsol xác nhận đã tìm thấy một mỏ khí đốt quan trọng. Cả hai lô dầu khí này được cho là nằm gần hoặc trong đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông để đòi chủ quyền, dù năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc này. Thạc sĩ Hoàng Việt, một thành viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông cho rằng Việt Nam hiện nay đang ở một thế vừa có cơ hội vừa có thách thức vì cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều cần Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam giỏi điều hành thì sẽ biến nó thành cơ hội, còn không thì cơ hội này sẽ thành thách thức, ông giải thích. Trung Quốc luôn muốn Việt Nam trở thành chư hầu của Trung Quốc theo nghĩa hiện đại, và Việt Nam có đường biên giới trên bộ sát với Trung Quốc, và Việt Nam là cửa ngõ để Trung Quốc đi xuống ASEAN. Còn về Hoa Kỳ hiện đang thực hiện chính sách đặt Trung Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Chính vì vậy Hoa Kỳ cần có một đối tác khác, và Việt Nam là một đối tác mà Hoa Kỳ đang nhắm tới, bởi vì thứ nhất là Việt Nam nằm sát cạnh Trung Quốc. Bởi vì nếu Việt Nam độc lập thì sẽ giúp rất nhiều trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc xuống khu vực phía dưới. Thứ hai là Việt Nam, một nước ASEAN có lịch sử truyền thống hàng ngàn năm chống Trung Quốc. Chính vì vậy nên Hoa Kỳ rất muốn tranh thủ Việt Nam. Theo luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada thì Trung Quốc là một cường quốc đang lên, và chắc chắn Trung Quốc sẽ khẳng định vị thế của mình không những trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Còn Hoa Kỳ không phải là một cường quốc đang xuống, mà Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 của thế giới từ sau chiến tranh lạnh. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh vào năm 2017. Tuy nhiên, từ thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã nhận thấy Trung Quốc sẽ là đối thủ cạnh tranh chiến lược một mất một còn, cho nên dưới thời Tổng thống Obama đã có chiến lược chuyển trục về châu Á để tái cấu trúc mô hình hợp tác và phát triển giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực này. Vì thế Việt Nam là một trong các nước quan trọng và cần thiết trong chiến lược của Hoa Kỳ. Với quan hệ Mỹ-Trung như hiện nay, Việt Nam cần phải thay đổi bằng cách phải liên kết với Mỹ mạnh mẽ hơn, ông nói tiếp. Việt Nam không thể di rời khỏi đường biên giới với Trung Quốc, nên Việt Nam phải có chính sách hòa hoãn với Trung Quốc, nhưng phải liên kết với thế giới bên ngoài, quan trọng là Hoa Kỳ. Muốn vậy thì Việt Nam phải xây dựng cho được nội lực, và muốn vậy Việt Nam phải có sự đoàn kết, và muốn có sự đoàn kết thì Việt Nam phải có tự do và dân chủ. Ông nói tiếp, tôi tin chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những bước chuẩn bị cho tiến trình tự do dân chủ hóa ở Việt Nam. Còn Việt Nam đã chọn Mỹ hay Trung Quốc cũng là một câu hỏi được đặt ra. Bài viết của tác giả David Hood cũng đề cập đến một câu nói ở Việt Nam lâu nay về việc lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc của nhà cầm quyền Việt Nam như sau. Đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất Đảng. Luật sư Vũ Đức Khanh tiếp tục phân tích tiếp. Việt Nam đi với Trung Quốc thì không mất Đảng nhưng chắc chắn là sẽ là mất nước. Việt Nam đi với Mỹ không nhất thiết sẽ mất Đảng nhưng lại có cái lợi là Việt Nam sẽ được bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như tính độc lập của mình. Từ nhiều năm qua, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, liệu chính sách đó có còn phù hợp hay không? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội. Thạc sĩ Hoàng Việt cũng nhận định chuyện đu dây là bình thường vì quốc gia nào cũng phải tìm cách cân bằng quyền lợi hết. ông nói rõ hơn về trường hợp của Việt Nam như sau. Thực ra thì quốc gia nào cũng đu dây chứ không riêng gì Việt Nam. Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ một mặt chống Trung Quốc nhưng một mặt vẫn phải hợp tác chứ không đặt vào thế đối đầu đối với Trung Quốc. Quan điểm của Hoa Kỳ cũng đưa ra và hiểu được Việt Nam chỗ đó. Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam không cần phải chọn Trung Quốc hay Hoa Kỳ mà chọn như thế nào để tất cả cùng hài hòa để mà phát triển. Vào hôm 24 tháng 11 năm 2019, cũng tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đăng một bài viết tố cáo Việt Nam liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc với tựa đề Hoa Kỳ không thể sử dụng hợp tác năng lượng với Việt Nam để tăng cường các lợi ích trong khu vực. Bài viết này của tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc này cho rằng Hoa Kỳ đã sử dụng năng lượng tăng cường hợp tác với Hà Nội để như một vỏ bọc để thúc đẩy Hà Nội tiến những bước mạnh hơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên biển, trong khi Việt Nam trông chờ Hoa Kỳ một sự đảm bảo cho những lợi ích kinh tế to lớn. Bài báo đã dẫn lời đe dọa của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc sẵn sàng đàm phán cho các dự án chung với các nước khác nhưng sẽ không tha thứ cho bất kỳ tổn hại nào đối với chủ quyền của Trung Quốc. Tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đô đốc Philip Davidson đã nói rằng Việt Nam nổi lên như một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Lúc đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng nói với đài RFA rằng nếu như Việt Nam có căn cứ quân sự của Mỹ thì Việt Nam sẽ trở thành một đối tác quân sự nằm trong chiến lược liên minh về quân sự và cuộc chiến công hàm và dự đoán tình hình Biển Đông năm 2021 sẽ ra sao. Đây là ảnh Đại sứ Mỹ Kelly Craft tại Liên Hợp Quốc, người ký bản công hàm vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm qua, một vài quốc gia ASEAN và một số quốc gia phương Tây đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc phản đối đường lưỡi bỏ phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều này đã giúp gì cho Việt Nam tự tin hơn trong cuộc chiến pháp lý của mình? Sau mỗi lần đệ trình công hàm được gửi đi thì Trung Quốc lại ra công hàm phản đối trở lại. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận định rằng việc hàng loạt các nước mở ra cuộc chiến công hàm phủ nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc và tố cáo những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông đã làm cho Việt Nam tự tin hơn trong cuộc chiến pháp lý của mình. Nhưng ông Đinh Kim Phúc cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến công hàm không giải quyết được vấn đề Biển Đông mà đây là vấn đề chiến lược toàn cầu. Chỉ khi nào mà Trung Quốc không còn đủ sức để cạnh tranh với Mỹ và các nước phương Tây nữa thì lúc đó tình hình Biển Đông mới có thể yên ắng. Ông đưa ra đánh giá tình hình Biển Đông trong năm qua như sau. Xét về tổng thể tình hình Biển Đông năm 2020 thì Trung Quốc vẫn kiên quyết phủ nhận phán quyết của Tòa trọng tài, họ ngày càng hung dữ hơn trên Biển Đông. Họ tập trận rồi đưa tàu khảo sát, kể cả tàu cảnh sát biển, tàu tuần duyên đi sâu các vùng khai thác dầu khí của Việt Nam, ví dụ như lô 061. Phải nói rằng ai cũng nghĩ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã gây sức ép cho Trung Quốc, góp phần làm cho Trung Quốc từ bỏ tham vọng trên Biển Đông. Nhận định như thế là sai. Nhà bình luận này nói tiếp, bản thân tôi nhận thấy việc Mỹ đưa tàu chiến đi qua lại eo biển Ba Si rồi đi vào Biển Đông rồi diễn tập thì cũng chẳng chỉ là thực hiện điều 17 của UNCLOS, tức là thực hiện quyền tự do hàng hải, chứ chưa bao giờ các lực lượng vũ trang của Hải quân Mỹ áp sát vào khu vực 12 hải lý hoặc 500 mét của các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng. Hôm 1 tháng 6 năm 2020, Mỹ cũng đã gửi một công hàm đến Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, với lý do yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với luật pháp quốc tế được phản ánh trong Công ước về luật biển năm 1982. Đây là hình ảnh các nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan cùng tàu đổ bộ tấn công USS Boxer của Hải quân Mỹ tham gia tập trận ở Biển Đông vào hôm 6 tháng 10 năm 2019. Mỹ cũng đã cho rằng các yêu sách về quyền lợi rộng lớn của Trung Quốc trên Biển Đông là nhằm cản trở quyền tự do hàng hải của Mỹ và tất cả các nước khác. Và Úc vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 cũng đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và thể hiện lập trường ủng hộ Mỹ. Gần đây nhất là vào hôm 16 tháng 9 năm 2020, Đức, Pháp và Anh đã cùng đệ trình lên Liên Hợp Quốc một công hàm chung bác bỏ các quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, lập luận rằng những quyền này không phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Công hàm chung này cũng đề cập đến hàng loạt công hàm của Trung Quốc đã gửi cho Liên Hợp Quốc trước đó. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, Tổng thống Duterte phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Duterte cũng khẳng định cam kết của Philippines ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016. Duterte cũng tuyên bố phán quyết của tòa là một phần của luật pháp quốc tế và Philippines kiên quyết từ chối nỗ lực nhằm phá bỏ việc tuân thủ phán quyết này. Tóm lại, từ khi Tòa án Quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2016, thì hầu hết các quốc gia trong vùng tranh chấp đều công nhận hoặc giữ im lặng. Nhưng vào năm 2020, do hành vi của Trung Quốc trong 4 năm qua đã tạo cho các quốc gia khác đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình rõ rệt hơn và ủng hộ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, và Trung Quốc đã bị thế giới cô lập về mặt ngoại giao. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì gọi việc các quốc gia phương Tây lên tiếng là một bước ngoặt, bởi trước đây họ không nói gì cả, họ chỉ nói là phải tôn trọng luật pháp mà thôi. Và dù tất cả những công hàm cũng chỉ dựa trên Công ước Quốc tế về luật biển, chứ không dựa trên một cái gì khác, nhưng điều này rất có lợi cho các nước Đông Nam Á. Đây là hình ảnh vào lúc 11 giờ trưa ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực La Hay đã phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông do Philippines đứng đơn kiện. Vào tháng 7 năm 2016, Philippines được Tòa quốc tế đưa ra phán quyết bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc trên đường lưỡi bò. Năm nay, Mỹ và các nước tái khẳng định điều đó. Ông Hà Hoàng Hợp phân tích thêm như sau. Nói đến ASEAN là mình chỉ nói đến 3 nước gồm Việt Nam, Philippines và Malaysia. 9 nước khác họ sợ Trung Quốc. Họ có quyền lợi về kinh tế, văn hóa, lịch sử hoặc sắc tộc liên quan đến Trung Quốc. Họ sợ Trung Quốc nên họ đưa ra các luận điểm là không theo bên nào, không đứng ở phía bên nào cả, vừa chiều lòng được Trung Quốc, vừa chiều lòng được Mỹ. Hơn nữa, chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump có những hành động và chính sách rất rõ ràng với Trung Quốc, thì có những nước nể sợ Trung Quốc bắt đầu có những động thái phê phán. Họ phê phán chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đấy là sự thật. Theo ông Đinh Kim Phúc, một số nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam từng nhấn mạnh Việt Nam không từ bỏ về vấn đề pháp lý, tức là sẽ đưa Trung Quốc ra các cơ quan của tòa án quốc tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam chọn nước đi nào trong vấn đề đấu tranh với Trung Quốc trên thực địa, khi nguyên thủ của Việt Nam vẫn khẳng định tình hữu nghị của Việt Trung là dòng chảy chính trong mối quan hệ giữa hai nước. Nếu năm tới Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì việc Việt Nam sẽ chọn nội dung gì, kiện tòa án nào, có chắc thắng hay không, vì tất cả những vấn đề trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa được giải mã. Và hồ sơ Biển Đông đã được quốc tế hóa, công khai hóa, phi nhạy cảm hóa, bây giờ phải minh bạch hóa nữa thì mới đánh giá được trận chiến này sẽ tiếp diễn như thế nào. Ông Đinh Kim Phúc đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam trước lựa chọn sinh tử, Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.